BS 5000 đợt này nó chạy tốt nè. Mấy cái xe đợt sau giờ quá. Kênh Nông nghiệp Mekong xin kính chào quý vị và con cùng tất cả các bạn đã theo dõi kênh trong khoảng thời gian vừa qua. Thì bây giờ năm mới rồi, chúc đến quý bà con mình cũng như là tất cả các khách hàng của Mekong Hari đã ủng hộ kênh và ủng hộ công ty của chúng tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Lời chúc an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và vạn điều như ý nha. Thì ngày hôm nay chúng tôi sau Tết, chúng tôi thực hiện một video để nói về một cái vấn đề cũng tưới thôi thưa quý vị, nhưng mà nó có khác một chút xíu á. Tại vì thông thường người ta có một cái câu là vườn nhà không linh, nghĩa là làm gì làm nhưng mà ở nhà làm không được. Nên cái video này chúng tôi muốn cho quý vị biết là nhân viên của Mekong Ari chúng tôi cũng cho mỗi vườn đều có thực hiện cái phương án tưới cả. Nghĩa là nếu như mà phương án chúng tôi không có hiệu quả, anh em mà đi thi công á mà thấy mà cái phương án tưới của chúng tôi nó không có tốt thì chắc chắn sẽ không có làm cho vườn nhà mình đâu. Và cái vườn của chúng tôi đang làm ở đây là cái vườn ở thì ở Mái Dầm của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Mà cái người chủ vườn ở đây cũng là một trong những thành viên mà bên phía đơn vị chúng tôi nhờ anh đi hỗ trợ lắp đặt cho quý bà con nông dân mình, là kỹ thuật phụ của bên phía công ty. Thì có lẽ cái video sau chúng tôi sẽ quay mặt của anh đó, cũng như là có một cái đoạn phỏng vấn nho nhỏ thôi để quý vị mình có thêm những cái thông tin mới. Thì có lẽ là sẽ có một vài bà con nông dân cũng như là một vài khách hàng cũ của Mekong Ari sẽ biết mặt của anh này, bởi vì có gặp mặt rồi. Nên điều đó là bình thường nha quý vị nha. Nhưng mà với video này chúng tôi muốn khẳng định một điều là phương án tưới của chúng tôi mang đến cho tất cả các bà con ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện tại bây giờ đang được bà con nông dân chấp nhận và thực hiện thi công khá là nhiều. Và cụ thể luôn là không chỉ là bà con làm mà tất cả các nhân viên của bên Mekong Ari, nếu như mà vườn có canh tác cây ăn trái á thì chúng tôi cũng thực hiện cũng khuyến cáo tất cả anh em nơi tự làm ở nhà. Đây chúng tôi đang sử dụng cái bếp ở đây là bếp ớt 2000 thưa quý vị. Vườn này là trồng sen giữa cây sầu riêng, sen với cây đu đủ nha quý vị nha. Phương án tưới chúng tôi đang thực hiện ở đây là cái clip này chắc khoảng hơn 5m chút xíu nè, 4m rưỡi 5m à. Bét MS2000 giá MK20. MK20 này là để sử dụng á, là đối với những cái mô nào mà nó bị che khuất do cái phương án tưới phủ, mà cái mô sầu riêng nó lớn quá, nó bị che khuất một bên, thì mà MK20 nó sẽ hỗ trợ những cái chỗ che khuất đó, giống như đây nước không tới nha quý vị. Cái bự hả? Ủa cái này cái bét của bự anh. Ở đây chúng tôi đang sử dụng hai cái loại bét là MK20 nè và S2000. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đến bộ trung tâm để vận hành thử cho quý bà con mình xem nha. Anh Phương nè, nhân viên thi công của chúng tôi. Dạ, con không có thời gian á. Dạ. Cái trong này nè. Dạ. Xuống quá rồi, nó dậy được. Con thấy không? Cái này là cù vàng này, chắc không có bệnh gì hết trơn á. Nó chích nó bị ảnh hưởng cái vụ này nè, cái vụ con cùi vàng mà nó chích trái ớt như thế á, bây giờ mày phải tưới thuốc nó mới được. Phương án đang sử dụng cho cái viên phường ở đây là giải pháp tưới phủ một bét ở giữa, tưới ướt cả nguyên clip. Cây chôm chôm là vườn cũ vẫn còn, còn giờ phương án đổi vườn mới là trồng sầu riêng xen với lại đu đủ. Đây bét BS 5000 nè quý vị. Rồi bây giờ mình cùng nhau ra bộ trung tâm mình xem thử nha. Rồi mời quý vị cùng mời quý bà con tất cả các khách hàng của Mekong Ari cùng
giao bộ trung tâm để chúng tôi vận hành tưới thử cho bà con mình xem. Bơm mấy người vậy anh? Quý vị, bây giờ là chúng tôi đang đến bộ trung tâm của cái miếng vườn ở đây đang thực hiện phương án tưới phủ nha, và có kết hợp xen thêm một vài cái bát tưới. Cái lưu lượng nước ít thôi để mà hạn chế cái tình trạng mà nó bị che phủ một bên, do cái bát tưới phủ nó bị che bởi những cái mô sầu riêng thế này. Bé này là bé ớt 2000. Nếu quý vị, bên kia nó bị che khuất một bên nên phải có bé bổ sung. Trồng sen đủ nha quý vị. Trong đây là có bé ớt 2000, rồi bé ớt 5000 nữa. Thưa quý vị, cũng chia sẻ thật luôn là ở đây một phần là bên anh em chúng tôi, đặc biệt là nhân viên thi công của chúng tôi đang thực hiện một vài loại bé, là có cái nguyên nhân là cũng thử đánh giá cái hiệu quả của từng cái loại bét, cái loại nào nó sẽ có ưu điểm cũng như là cái khuyết điểm nào, để đến cuối cùng chúng tôi chốt được một cái loại bét tốt nhất cho quý bà con mình, giống như thử trước vậy đó quý vị. Hoặc là cũng có một số cái là một vài loại bét nào nó cũng có cái ưu và cái khuyết điểm hết, như cái bét này là bét BS 5000 đây nè, cũng sử dụng phương án tưới tưới phủ luôn. Thì chúng tôi thực hiện cái video này, chúng tôi muốn khẳng định một điều là phương án tưới của Mekong Ari của chúng tôi đang được bà con rất là ưa chuộng và cũng như là đánh giá rất là cao, nên không vì gì mà chúng tôi không áp dụng cho vườn nhà của mình. Và đặc biệt ở đây chúng tôi bên phía ban lãnh đạo của công ty thì không có ép nhân viên của chúng tôi phải thực hiện phương án tưới của chúng tôi, nhưng mà những anh em thi công đã đi thi công và thực hiện trên nhiều cái phương án, nhiều cái miếng vườn và nhiều cái diện tích khác nhau, rồi cuối cùng mới quyết định là lựa chọn cái phương án tưới nào cho nó phù hợp. Thì anh Phương ở đây cũng là một người đã đi thi công rất là nhiều cái công trình của chúng tôi rồi. Cái khu nhà của anh Phương ở đây có diện tích tầm khoảng gần 3 hecta, chia làm hai miếng khác nhau. Hai miếng bên, một miếng ở bên tôi đang đứng ở đây là sử dụng bơm 3HB và một cái trạm trung tâm dùng bơm 2HB. Còn cái miếng bên kia là một hết máy là sử dụng cái máy nổ. Thưa quý vị, bé tưới ớt 2000, bé ớt 5000 hay là MK20, MK8000, MK8000 Plus của chúng tôi đều có thể điều chỉnh được cái đường kính tưới. Ngoài ra thì tùy cái loại bé khác nhau mà cái giá thành nó cũng khác nhau và cái lưu lượng nước nó cũng khác nhau. Ví dụ như bé 2000 thì có lưu lượng 53-95 lít nè. BS 5000 thì 30-60-90, MK88 thì 30-60-90, MK20 thì có lưu lượng là 32-60-80, MK8000 là có lưu lượng là 75 lít trên giờ, và MK8000 Plus đó thì có lưu lượng là 35-55 và 95 lít một giờ. Thì tùy thuộc vào từng loại bét mà quý bà con mình lựa chọn nên nó sẽ có một cái giá nó khác nhau, nhưng nhìn chung là nó đều có một cái cơ chế tưới, đó chính là cái bẻ được cái gờ chỉnh bán kính nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chất lượng bét được hoàn thiện rất là tốt, nhựa là nhựa nguyên sinh, nên cái thời gian sử dụng rất là lâu dài. Bên công ty chúng tôi bảo hành tất cả các loại bét của chúng tôi cung cấp là 2 năm cho quý bà con mình. Trong khoảng thời gian 2 năm mà chúng ta bẻ mà nó có gãy đi, ví dụ như cái BS 5000 này nó gãy đi ngang á, thì chúng tôi sẽ đổi mới hoàn toàn. Ngoài ra thì bét nó sẽ có cái giá trị khác nhau, tùy thuộc vào cái trọng lượng, tùy thuộc vào cái loại chất liệu nhựa, vào độ hoàn thiện, ở dân dân đủ thứ. Nên vì thế quý vị mình muốn thông tin thêm thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể và cũng như là hướng dẫn giải đáp hết tất cả thắc mắc của quý vị về các bét của Mekong Ari chúng tôi cung cấp. Chúng tôi là chuyên cung cấp những cái dòng bét tưới, gọi là bét tưới tiết kiệm thì nó cũng không đúng, mà bét tưới tối ưu về mặt tưới cho cây trồng nói chung. Nha quý vị nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vận hành. Lọc này lọc đĩa chăm suốt, đĩa ngắn thôi. Lưu lượng nước của lọc này tầm khoảng 35-40 khối cho 1 giờ. Họng răng của nó là 90 đây quý vị. Hai họng ra, một là ra đầu này, còn không thì chúng ta có thể cho ra đầu này. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vận hành nha. Lớp B90 nè, gút lên bằng lớp B90 và cây gút cũng là cây gút của lớp B90 luôn. Vô kiểu bật con dao anh. Quý vị thấy chưa? Đồ đủ này đợt này 15 ngày nữa là bán được. Chơi khủng khiếp. Chào quý vị ơi. Ở phía trong của cây sầu riêng đây là dùng cái bét ớt 2000 đây nè. Che dấu hết rồi.
nhưng mà khi tưới thì nó vẫn có thể cái cây đu đủ đây vẫn hưởng được cái lượng nước từ cái pH 2000 và cũng như là cái pH 5000 bên đây. Thôi thì chúng ta cùng nhau đi vòng nha. Mỗi mô xuôi sẽ là cái pH 2000 thưa quý vị. Và cái pH ở phía dưới là cái pH 5000 để tưới phủ. Nó đủ rất là tốt. À, đang vận hành đó ạ. Cái này đang bẻ gờ lên, hèn gì cái cây đu đủ lúc nãy vẫn có thể hưởng được lượng nước của cái pH 2000 này. Đục nước dữ gì? Quá. pH 5000 và pH 2000. Bếp này vẫn chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được cái lượng cái được tính tưới của bếp lớn nhỏ theo yêu cầu của chúng ta mong muốn nha. Này đang là tưới phủ ngay gốc nè. Áp nhiêu vậy Phương? Áp mấy ký? Áp khoảng 8 hả? Nước dữ vậy? Sai dữ vậy ta? Từ cái chân bếp này mà ra tới ngoài mấy mương này chắc khoảng 3,5 m, 4 m á. Ủa nước dữ vậy? Đó, quý vị thấy cái béc BS 5000 bên kia đang quay đúng không ạ? Ở đây là cái béc S 2000 có bù áp. Hãng tưới này của Rivolit nha quý vị nha. Mở rộng chút xíu. À, mời quý vị mình cùng nhau cùng tôi đi tham quan một vòng nha. Thì dĩ nhiên nếu như chúng ta trồng sen theo cái này thì chắc chắn một điều là trong cái trên cái diện tích tưới của chúng ta nó không bao giờ ướt đều được. Nếu như mà cái ớt này chúng ta chặt đi thì chắc chắn khả năng tưới ướt đều hết thì nó rất là tốt. Quý vị có thấy không ạ? Cái ớt 2000 đang tưới phía trong đó. BS 5000 quý vị. Lưu lượng nước là 90 lít và 95 lít một giờ đối với BS 2000. BS 5000 là 90 lít một giờ. Vườn này đang trồng sen là giữa cây sầu riêng và cây đu đủ. Đu đủ thì gần cho thu hoạch rồi, trái nhiều quá, quá sai. Vườn này của anh em bên nhân viên thi công của bên Mekong Ari chúng tôi. Thì chắc có lẽ một lát nữa video sau chúng tôi sẽ thực hiện một cái đoạn video để phỏng vấn ở chỗ anh Phương. Thì sẽ có rất là nhiều bà con nông dân đã làm cái hệ thống tưới của Mekong Ari chúng tôi rồi. Sẽ nhận ra được anh Phương là nhân viên thi công của bên phía Mekong Ari của chúng tôi. Vì thật sự bên tôi có rất là nhiều đội thi công, khoảng từ 7 đến 8 đội thưa quý vị. Nhưng mà do vào cái giai đoạn này gọi là giai đoạn cao điểm của mùa nắng nóng nên có nhiều bà con đang có cái nhu cầu lắp đặt. Nên tới thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn đang còn kẹt khá là nhiều dự án. Nên vì thế với bà con nông dân nào hoặc là với khách hàng nào có liên hệ với chúng tôi thì cũng mong quý vị mình thông cảm. Một phần là trả lời Zalo không có thể nào hết được, mặc dù chúng tôi vẫn có bộ phận online. Nhưng mà chúng tôi không thể nào trả lời ngay kịp thời và kịp lúc cho quý bà con mình đang có nhu cầu. Nên tốt nhất quý bà con mình hãy cứ liên hệ về với chúng tôi qua số điện thoại 0973156074 để chúng tôi cử nhân viên trực tiếp đến gặp khách hàng cũng như là gặp quý vị để tư vấn cho nó cụ thể chính xác hơn. Việc lắp đặt hay không là do quý bà con mình, lựa chọn phương án tưới nào là do của quý bà con và quý khách hàng. Chúng tôi chỉ là người tư vấn để mong muốn là mang đến cái giải pháp tối ưu nhất cho miếng vườn của mình thôi thưa quý bà con. Rồi, xin cảm ơn nha. Video này chúng tôi muốn nói một điều là không phải là chỉ Mekong Ari đi lắp đặt cho quý bà con mình mà những người đã đang làm cho Mekong Ari cũng có làm vườn á, thì chúng tôi vẫn thực hiện phương án tưới này cho vườn mình. Và kể cả tôi, trước khi bắt đầu làm cái dự án tưới này chúng tôi cũng đã tự làm cho miếng vườn của mình rồi. Xin cảm ơn quý bà con mình rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Hẹn gặp trong video sau, video phỏng vấn chỗ anh Phương là nhân viên thi công của Mekong Ari để quý bà con mình cũng như là quý khách hàng mình hiểu rõ hơn về cái cơ duyên để chúng tôi thực hiện cái phương án tưới này. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Ồ, béc đó là béc MK88 đấy quý vị. Tưới mới là đẹp, rẻ tiền, tưới đẹp, hiệu quả cao. Béc tưới có bảo hành. Xin cảm ơn. Thì nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những video mới nhất nha. Một lần nữa xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Nước vô không quý vị? Thì mới thấy nước nè. Không biết nước gì là ít hay nhiều nữa. Vâng, cảm ơn rất là nhiều.
Ok.